Với gần 4.500 tàu khai thác thủy sản, từ đầu năm đến nay, mặc dù thời tiết nhiều bất lợi, nhưng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đạt hơn 230.000 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt hơn 350.000 tấn, giá trị gần 30.800 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2023. Tuy nhiên, từ đây đến cuối năm, thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp, do đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành kế hoạch năm. Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tàu cá theo quy định của chính phủ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho ngư dân trang bị các thiết bị cần thiết khi tham gia đánh bắt trên biển nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay.